Về cái phần còn lại thì HTC One sẽ nổi trội hơn nhờ khả năng giải trí của nó đa phương tiện với trình chơi nhạc. Nó công nghệ âm thanh boom sound bằng hai loa ngoài, cho phép nghe âm thanh, xem phim, nghe nhạc nó sống động và tuyệt vời hơn. Thay vì một loa như là chiếc Samsung Galaxy S4 này và loa nó lại để ở phía sau, thì chúng ta để lên bàn thì nó sẽ bị giảm âm thanh đi. Và HTC One còn trang bị âm thanh Beats Audio. Các bạn có thể kết hợp với một cái loa ngoài mini như kiểu là chiếc loa này mà mình đã giới thiệu các bạn. Chúng ta có thể cắm vào hoặc là phát qua không dây để hỗ trợ công nghệ âm thanh Beats Audio, nghe nó rất là hay. Như vậy là về giao diện người dùng, rõ ràng là hai thiết bị hướng đến hai đối tượng. Một là tiện lợi, bóng bẩy, đẹp và nó có vẻ là hơi bị trẻ trung. Còn với HTC One thì nó không đem lại sự tiện lợi bằng. Nhưng mà thứ nhất là chúng ta sẽ thấy giao diện nó đơn giản, gọn nhẹ hơn. Mà người ta hiện nay một số người hay nói là sau khi người ta đã đến với những cái gì mà có thể nói là nó cầu kỳ, thì người ta sẽ quay lại với những cái gì đơn giản là những cái đẹp nhất. Về cái camera là cái tính năng cuối cùng. Camera là cái tính năng mà khá là khác biệt với hai thiết bị này. Một máy có camera 4 và một máy có camera 13 megapixel. HTC One được trang bị công nghệ mà HTC nói là Ultra Pixel, với quảng cáo nhiều tính năng hay như là nó có khả năng chụp chiếu sáng rất là tốt, có thể nói là ngang hàng với iPhone 5 hoặc Lumia 920. Và những cái tính năng như là chụp hình xóa vật thể này, rồi chúng ta có thể chụp ảnh chuyển động liên tiếp ghép vào một hình, rồi một rất nhiều tính năng hay khác. Còn về cái giao diện của Samsung Galaxy S4 thì cái phần mềm chụp ảnh của nó dễ dàng sử dụng hơn rất nhiều so với HTC One. Ở đây Samsung đã thiết lập một cái phím gọi là những cái tính năng nổi bật của chiếc máy này, như là chụp panorama, chụp cũng xóa vật thể giống như là chiếc HTC One này. Nó chế độ chụp ghép hình liên tiếp vào một cũng tương tự như HTC One, nhưng mà chúng ta không cần phải cài đặt gì hết, chúng ta chỉ cần bấm vào và sử dụng mà thôi. HTC One thì bên cạnh những tính năng này tương tự như chỉ có 3 tính năng là được thiết lập sẵn, còn lại các bạn phải tự chọn như là chế độ chụp cảnh bình thường này, quay phim HDR hay là quay phim nhanh vân vân. Nói chung là cái thao tác chỉnh của nó không được dễ dàng như là Galaxy S4. Còn về cái độ phân giải rõ ràng là với 13 megapixel, các bạn chụp trên Galaxy S4 zoom lại để in ảnh nó sẽ đẹp hơn so với 4 chấm của HTC. Họ nói rằng thì cái camera di động của họ chủ yếu là để chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội, với việc chụp chiếu sáng thì nó sẽ tốt hơn. Vậy thì tại sao mình lại chọn một trong hai thiết bị này? Mình sẽ chọn HTC One, thứ nhất là vì nó đẹp, đúng là cầm nó trong tay mình sẽ đem lại một cảm giác cao cấp, một thiết bị nó xứng đáng với cái mức giá 16 triệu đồng mà mình bỏ ra hơn. Hơn nữa là cái loa của nó thiết kế hai loa này, mình rất thích xem phim cũng như chơi game, và hai loa này khi mà mình chơi game xem phim nó đem lại một trải nghiệm cực kỳ là sống động. Mình là một người theo chủ nghĩa người ta gọi là cổ điển ấy, mình thích những gì đơn giản mà nó dễ sử dụng nhất, thì có lẽ là mình sẽ thích HTC One. Cái giao diện Sense 5 mới đó là một bước tiến của HTC, họ không còn những cái bóng bẩy nhất của Sense 4 mà thay vào đấy là những gì đơn giản và thân thiện hơn. Camera của nó thì có những cái ấn tượng như là chế độ chụp Zoe, như mình đã nói Zoe cho phép chúng ta trước khi chụp thì khi các bạn bấm chụp nó sẽ quay 1 giây ở phía trước và 3 giây phía sau và nối lại, và các bạn có thể chọn ra những bức hình mà phù hợp với khung cảnh của mình nhất, rồi cũng như là một số tính năng khác. Về Galaxy S4 mình sẽ chọn nó, thứ nhất là máy này làm bằng nhựa, nó cầm nó nhẹ hơn và khi đó mình có làm rơi thì mình cũng cảm giác bớt bị sót hơn so với HTC One. Nguyên khối như HTC One mà thay thế thì cực kỳ là đắt. Với Galaxy S4 thì nó sẽ rẻ tiền hơn khá là nhiều. Màn hình của nó không bị ám xanh nặng như các màn hình trước và chúng ta có thể tự chỉnh cái màu sắc cho phù hợp với tông nhìn của mình nên nó linh hoạt hơn. Và cái phần mềm của Samsung thì mình sẽ yêu thích nếu mà mình là những người thích vọc. Samsung tạo ra ấn tượng người dùng từ phần mềm của mình, ngay từ màn hình khóa với những cái hiệu ứng bắt mắt và những cái tính năng như là vuốt tay chuyển màn hình này, chuyển hình ảnh, chuyển nhạc hay là xem review. Những cái đó thì thực sự là các bạn không nên đánh đồng là cho Samsung là quảng cáo là nhiều, thì cái điện thoại smartphone người ta thêm vào những tính năng đó hữu ích hay không là tùy thuộc vào cái cách sử dụng của các bạn. Và cái camera của Galaxy S4 có độ phân giải 13 chấm. Nếu mà bạn những người thích du lịch, thích lưu lại những khoảnh khắc mà sau này có thể in khung ảnh ra thì đó sẽ là một cái điều tuyệt vời. Và cái cách sử dụng của nó cũng tiện lợi và dễ dàng rất là nhiều. Những người nghiệp dư mua về chỉ bấm và chụp ảnh lập tức, thì Galaxy S4 đã có sẵn những gì thiết lập cho bạn, chỉ việc sử dụng mà thôi, không phải mất qua quá nhiều bước. Vậy thì rốt cuộc sau hai thiết phẩm này thì nó có trở thành là cái thiết bị là tốt nhất trong năm 2013 hay không? Thì một phần là nhờ vào công của các bạn, là các bạn sẽ mua Galaxy S4 hay là HTC One, doanh số sẽ nói lên sự thành công của hai cái thiết bị này. Và các bạn có thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè, subscribe YouTube của chúng tôi. Và hẹn gặp lại các bạn các chương trình lần sau.